rồi. Là hai con này cộng luôn phải không? Hợp lại cái bắt đại đi. Thì, mẹ mày. Thì cặp thì anh cứ lên cân con nào đó chứ cân. Hai con lạ luôn phải không? Hai con luôn. Hai con hợp lại luôn. Không, vẫn còn hai con hay gì á. Vẫn còn hai con. Kiệt ơi. Kiệt ơi. Này hai con cùng lúc đây Kiệt. Hàng cá lớn luôn. Vẫn còn hai con. Má phải mẹ ơi, cái kèm này kèm được không? Lấy hai cái kèm đi. Lâu mới đủ má. Nói nãy giờ rồi. Ủa, dính hai con được sao sao? Từng con anh. Nó cộng lại chứ. Hai con á. Có, cần hai con. Có hiện tượng 11 ký anh em ơi. Này hai con rồi tính sao vậy anh? Hai con lúc dính sao anh? Thì bắt lên anh cái con nào cân ra con nấy chứ không lẽ anh dồn hai con anh cân lúc một đồ á. Nó hai lưỡi khác nhau mà. Nó hai lưỡi khác nhau. Trời ơi hai người. Chưa. Gấp hai người luôn à. Kẹt, qua thử qua này coi. Rồi lên. Con này bự hơn nè. Chung mua đồng thẻo nè. Rồi.